Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, một cái thông tin mừng cho hàng triệu triệu người dân Mỹ đến từ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Nội dung thứ hai, người giàu nhất trái đất sẽ bật mí cái bí mật của con trai chú Bảy mà nó đã được giấu giếm trong 2-3 năm vừa qua. Khi này con trai của chú Bảy nguy to rồi quý vị ơi. Và nội dung thứ ba, một cái thông tin sốc cho hàng triệu người dân Mỹ chỉ sau một đêm ngủ dậy. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới tình hình kinh tế cũng như là túi tiền của hàng triệu triệu người dân Mỹ, và đặc biệt là một cái thông tin sốc cho hàng ngàn hàng triệu người dân Mỹ chỉ sau một đêm khi mà mới vừa ngủ dậy. Nó như thế này nè quý vị, trong suốt 2 năm vừa qua, sau khi chú Bảy lọt vào được tòa Bạch Ốc thì cái nền kinh tế của đất nước Mỹ nó chao đảo và nó tụt dốc, càng ngày càng đi xuống. Tình hình lạm phát thì càng ngày càng đi lên, vật giá leo thang, xăng dầu mắc mỏ, khan hiếm hàng hóa. Nó đã đẩy cho hàng triệu cuộc sống của người dân Mỹ vào cái cảnh vất vả gian nan, phải mưu sinh chén cơm manh áo càng ngày càng khó khăn hơn. Phay chét rồi chưa hết đâu. Và nó đã ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng triệu công ty hãng xưởng. Cả luôn những cái công ty hãng xưởng mình nổi tiếng trên cái trái đất này, ví dụ như là Amazon, Facebook, Twitter, nôm na là rầm rộ sa thải nhân viên. Thì dĩ nhiên những cái ông bự như thế đó sa thải nhân viên thì những công ty nhỏ vừa vừa cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề và cũng sẽ sa thải nhân viên. Dĩ nhiên là cái điều đó nó sẽ xảy ra. Rồi đây, một cái thông tin sốc cho hàng ngàn công nhân Mỹ chỉ sau một đêm mới vừa ngủ dậy thì nhận được cái tin là ở nhà luôn đi, không cần phải đến công ty hãng xưởng để làm việc nữa, vì lý do là như thế này. Rồi thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Guardian đưa tin, hơn cả chục ngàn công nhân thuộc công ty United Furniture ở Mississippi đã nhận được tin nhắn sa thải ngay trong đêm. Tức là bây giờ họ không cần sa thải công nhân ngay tại công ty văn phòng nữa, mà họ nhắn tin, họ gọi điện thoại, ok, sorry you nha, you ở nhà đi, công ty không còn khả năng để mướn you nữa, you ở nhà đi, you bị thất nghiệp rồi, sa thải rồi. Nôm na là như vậy. Thì theo như chỉ thị của ban giám đốc, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng do hoàn cảnh kinh doanh không lường trước được, công ty buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là chấm dứt việc làm của tất cả nhân viên. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đó là những gì mà tờ báo Guardian đưa tin. Tức là không chỉ có cái công ty này đâu, mà rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua có rất là nhiều công ty hãng xưởng đã làm cái điều này. Tức là bây giờ quý vị nào đang đi làm hãng, đang đi làm công ty thì nên cẩn thận để dành tiền bạc. Tại vì bây giờ công ăn việc làm nó sẽ bấp bênh, không biết một ngày nào đó mình chưa kịp ngủ dậy là đã có tin nhắn chạy vào cái điện thoại là biểu ở nhà. Đó, thì đây cũng là một cái thông tin buồn cho người dân Mỹ và nền kinh tế của đất nước Mỹ. Tại vì nếu mà các công ty rầm rộ sa thải nhân viên như thế này thì dĩ nhiên chứng tỏ nền kinh tế nó đang lao dốc quý vị nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Một cái thông tin mừng cho hàng triệu triệu người dân Mỹ, nó đến từ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Thì sau khi cái cuộc bầu cử giữa mùa kết thúc thì cuối cùng thì Đảng Cộng hòa cũng đã có tiếng nói và có chân đứng trong cái Quốc hội Mỹ.
tức là họ đã chiếm lại được hạ viện. May mắn quá, ít ra cũng được một viện quý vị nha. Tại vì quốc hội Mỹ có hai viện, thượng viện và hạ viện. Trong suốt thời gian vừa qua thì đảng Dân Chủ nó nắm luôn cả ba nơi, tòa bạch ốc, thượng viện và hạ viện. Bây giờ thì hạ viện đã lọt vào tay đảng Cộng Hòa. Thì trong suốt thời gian vừa qua, quý vị nghe kỹ nha, khi mà chú Bảy lọt vào được tòa bạch ốc thì đùng một cái điện Capitol là cái nơi mà người dân Mỹ được quyền đi vào bên trong đó để tham quan, để du lịch, để mà tìm hiểu những cái di tích lịch sử của đất nước Mỹ. Một cái nơi mà có thể nói là bất cứ một người nào cũng được quyền đi vào bên trong đó để mà tham quan đó, mình gọi nôm na là như vậy. Rồi, nhưng khi mà chú Bảy vừa lọt vào được tòa bạch ốc thì cái nơi này nó đã bị bao vây bởi cảnh sát quân sự và các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia, và được bao quanh bởi những cái hàng rào dây thép ghê gớm lắm. Tức là sau cái ngày 6 tháng 1, đảng Dân Chủ bắt đầu bao vây kiên cố cái điện Capitol. Họ sợ cho nên họ không cho du khách vào, họ không cho người dân Mỹ vào tham quan những cái di tích lịch sử của đất nước Mỹ, tìm hiểu về lịch sử của đất nước Mỹ. Và cho đến hiện tại bây giờ họ vẫn làm cái điều đó, đúng không? Rồi, thì vào ngày hôm qua, đại diện của đảng Cộng Hòa, ông McCarthy, ông ta nói như thế này, là sau cái tháng 1 này, năm 2023, khi mà đảng Cộng Hòa chính thức tuyên thệ để mà lãnh đạo hạ viện, thì ông ta sẽ mở lại cái điện Capitol cho công chúng Mỹ, cho du khách được quyền đi vào tự do để tham quan di tích lịch sử của đất nước Mỹ. Cái điều mà trong bấy lâu nay hiến pháp Mỹ đã làm, nhưng dưới cái thời chú Bảy trong 2 năm qua thì họ đã không có làm. Họ bao vây kiên cố còn hơn là một cái nơi nó gọi là chiến tranh nữa đó quý vị nha. Thì đây cũng là một cái thông tin mừng cho hàng triệu người dân Mỹ. Cuối cùng thì họ cũng thấy được hai chữ gọi là tự do dân chủ đó quý vị. Một cái nơi mà đất nước Mỹ mở ra cho du khách, cho công chúng đến để tự do đi ra đi vào, mà bây giờ chú Bảy chú lóc lại. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó gây cấn và hấp dẫn, quý vị nghe kỹ nha. Rồi, trong suốt thời gian vừa qua, năm 2020, khi mà cái cuộc bầu cử TT nó chuẩn bị xảy ra thì đùng một cái nổi lên một cái chuyện là cái máy di tính của con trai chú Bảy, đúng không? Rồi, thì cái lúc đó đảng Dân Chủ nó mạnh quá, nó bung tiền ra, những cái thế lực ngầm nó bung tiền ra, nó đã ém cái chuyện này đi, nó mua Facebook, nó mua Twitter để mà chặn những cái thông tin về cái laptop của con trai chú Bảy, để mà không ảnh hưởng tới cái chuyện vận động tranh cử của chú Bảy năm 2020, và để cho chú Bảy được lọt vào được tòa bạch ốc, đúng không? Rồi, bây giờ thì sao? Bao ngày hôm qua, ông tỷ phú giàu nhất trái đất, ông này bây giờ đã là chủ của Twitter, và ông ta đã, trong mấy ngày vừa qua, ông ta đã tìm hiểu và biết được là Twitter vẫn còn đang giữ những cái thông tin bí mật của cái máy vi tính của con trai chú Bảy. Cho nên ông ta nói như thế này, là nếu những người mà đang xài Twitter mà bỏ phiếu nói yes để ổng công bố bật mí những cái bí mật này thì ổng sẽ làm. Cũng giống như là ông ta đã làm một cái cuộc khảo sát là nếu người dùng mà muốn ổng mở lại account cho Tổng thống Trump á thì nó yes, hoặc nếu ai không muốn thì nó no. Thì bây giờ ông ta cũng làm y hệt như vậy. Ông ta đưa ra một cái cuộc khảo sát với công chúng là ai muốn ổng bật mí cái bí mật trong cái máy di tính của con trai chú Bảy thì nó yes, ai không muốn thì nó no. Thì cuối cùng thì sao? Rất là nhiều người đã ủng hộ cái việc công khai tất cả những cái bí mật về cái máy di tính của con trai chú Bảy. Kỳ này coi bộ con trai của chú Bảy khó chạy được tội rồi quý vị ơi. Tại vì sao? Đảng Cộng Hòa người ta chưa kịp ngồi nóng đít, người ta chưa kịp tuyên thệ nữa. Tháng 1 thì người ta mới tuyên thệ để lấy lại hạ viện, thì người ta đã mở ra cái cuộc điều tra con trai chú Bảy và chú Bảy rồi. Cho nên cộng với cái chuyện ông giàu nhất thế giới này ổng bung ra những cái bí mật trong cái máy vi tính của con trai chú Bảy, thì kỳ này coi như chú Bảy khó mà đỡ đạn được lắm.
Nhưng quý vị biết không, ngày hôm qua tôi này có chia sẻ một cái thông tin là bây giờ đảng DC, những cái thế lực ngầm nó đã lập ra 3-4 cái đội để mà bảo vệ chú Bảy và chống trả lại cái chuyện điều tra của đảng Cộng Hòa. Nếu không có gì thì tại sao sợ người ta điều tra? Nếu không có tịch, tại sao phải rục rịch? Đó là những gì mà đảng Dân Chủ họ đang cố gắng để bảo vệ chú Bảy và con trai chú Bảy bằng cách là họ lập ra những cái phòng, nó gọi là war room, còn hơn là phòng chiến tranh nữa đó, ở bên Ukraine đó, để chống lại cái cuộc điều tra của Hạ viện đảng Cộng Hòa, gây cấn quá. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày Chủ nhật, Tony chia sẻ và cập nhật những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ cũng như là tình hình chiến sự. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để làm một cái like, viết gia chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo, Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công an, việc làm, cách đầu tư, cách make the money, dân dân và dân dân. Quý vị vào bên trong đó xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai để Tony có động lực làm ra nhiều cái video mới nữa nha. Have a good day. Thank you.